ơi, nếu mọi người ngại đứng bẻ thì mọi người có thể ngồi bẻ. Nếu mọi người lại ngại ngồi bẻ thì giờ có thể nằm bẻ trên trơn nha. Đây, mọi người có thể ăn chôm chôm ở mọi tư thế. Ngoài ra sau khi ăn chôm chôm xong, mọi người có thể thò tay qua để hái những cái mầm cục nha mọi người. Mọi người đây, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình làm video lại. Bữa nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan vườn trái cây. Rồi mọi người đi theo mình nha. Đây là chôm chôm mọi người. Nhìn là ai cũng biết đúng không? Nhưng mà vấn đề này là nó rất là nhiều mọi người, rất là ngọt luôn. Mọi người ăn thử nè. Ở đây camera. Đây. Mọi người nhìn nè. Chôm chôm rất là bự hay rất là ngọt luôn. Chôm chôm tróc nha mọi người. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi sâu vô trong tham quan thêm nhiều trái cây nữa nha. Ở đây camera đi ngang ngang nè. Rồi ở trong đây thì nó trồng rất là nhiều loại trái cây nha mọi người. Có chôm chôm nè, chôm chôm thái, chôm chôm thường, có măng cụt, có sầu riêng và có trái dâu nữa. Dâu thì có dâu vàng, dâu xanh luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ đi đến từng cây mình tham quan nha. Thì vừa rồi mình cho mọi người xem là cái cây chôm chôm thường nha. Chôm chôm thường ở đây rất là tốt mọi người. Chủ yếu là ở đây là trồng chôm chôm thường, đất nó hợp với chôm chôm thường. Còn phía trong đây là sẽ có cây măng cụt nha mọi người. Đây. Mọi người ở đây. Thì măng cụt ở đây là nó gần hết mùa rồi. Nhưng vẫn còn trái nha mọi người. Đây. Năm nay là cái năm cái chín nha. Cái năm tam tai của măng cụt nha mọi người. Người ta ăn gỏi gà măng cụt rất là nhiều nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm thử coi xem có măng cụt chín nào để cho mọi người ăn nha. Đây đây đây. Phát hiện ra một trái nha mọi người. Đây 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 đây. Đây. Wow. Đây, đây. Đây. Bẻ xuống thưởng thức liền nha mọi người. À hấp dẫn nha. Ơi nó còn hơi xanh nha. Nhưng mà ăn được rồi. Măng cụt ăn sống ăn chín gì cũng được hết. Đây, hấp dẫn cho mọi người. Măng cụt tại vườn nha mọi người. Rất là tươi luôn. Số 1, rất là ngọt ha, chua ngọt đã lắm. Đi mọi người. Giờ mình đi tham quan tiếp nha. Măng cụt với chôm chôm ở đây nó là thấp thấp, nó là dễ bẻ nha mọi người. Ở đây đất rất là phù hợp với măng cụt với chôm chôm. Còn sầu riêng thì nó không phù hợp mọi người, nên cái sầu riêng nó ra nó nhìn nó không có phát triển tốt ha. Và mọi người đi sâu vô trong nữa coi. Đây đây mời mọi người qua đây. Đây thấy chưa mọi người, rất là hấp dẫn ha. Nhìn rất là đẹp ha. Đây là một tấm hình này kỷ niệm mọi người. Được chưa? Mời mọi người đến với vườn chôm chôm măng cụt. Bẻ ăn thêm một cái nữa coi. Tuyệt vời. Rồi đi ra sau nha mọi người. Đây đi được một đoạn thì mình lại thấy được cái măng cụt chín nữa mọi người. Đây, hấp dẫn nha. Mọi người muốn đi đến vườn trái cây này á thì hãy comment ở bên dưới cho mình ha. Mình sẽ chỉ, mình sẽ hướng dẫn mọi người đi đến đúng địa điểm ha. Còn bây giờ thì mình bận đi ăn trái cây thêm nè. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Thú vị hơn nha. Bye bye.